Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của kênh Bếp Nhà. Hôm nay mời các bạn cùng Bếp Nhà khám phá công thức nấu món sườn hầm cay kiểu Hàn Quốc được kết hợp với nước dùng ép từ dưa hấu vô cùng thơm ngon và bắt vị. Món lẩu sườn hầm này có vị cay cay, nước dùng thơm, nước dọn ra trên bếp nóng hổi vô cùng hấp dẫn. Ai ăn vào cũng tấm tắc khen ngon. Đây là nguyên liệu để mình nấu món sườn hầm cay này cả nhà. Thông thường với các món có sử dụng sườn hay xương để nấu, các bạn cần ngâm rửa sơ qua nước ấm có pha chút muối theo tỷ lệ 1,5 lít nước ấm pha với 2 muỗng muối ăn. Chúng ta sẽ ngâm sườn trong khoảng 15 phút để thịt tiết chất dơ ra ngoài. Nhờ vậy mà khi nấu sườn sẽ không còn vị tanh và nước cũng trong hơn nữa. Để chuẩn bị cho phần ướp và chế biến sườn, các bạn băm nhỏ khoảng 10 tép tỏi cùng 10 củ hành tím và một trái ớt sừng. Nhớ là băm càng nhuyễn thì khi ướp sườn sẽ càng thơm và ngon hơn nha. Với củ cải trắng thì các bạn sẽ cắt khối vừa ăn. Chúng ta sẽ muối chua phần củ cải này để đem ăn cùng với canh sườn cay rất là ngon luôn đó các bạn. Ngoài ra chúng ta cũng cắt cà rốt và khoai tây đã chuẩn bị. Lưu ý là cắt xong các bạn ngâm vào nước muối nhạt cho khoai tây không bị thâm. Trong món ăn này, ngoài sườn ra thì phần sốt ướp rất quan trọng. Các bạn pha theo công thức gồm 5 muỗng cà phê đường cát, 5 muỗng tương ớt Hàn Quốc, 1/3 chén nước tương và 1/3 chén nước lọc. Khuấy nhẹ tay và cho sốt thật hòa quyện với nhau là được. Với 1,5 kg sườn non sau khi đã rửa sạch để ráo, các bạn ướp với 1/2 lượng tỏi hành ớt băm cùng với 3 muỗng nước sốt mà mình vừa pha xong, 2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Chúng ta trộn đều và ướp trong khoảng 30 phút cho sườn thật thấm gia vị nha. Đặc biệt, món ăn này sẽ được dùng kèm với các loại banchan. Các bạn sẽ pha với 3 muỗng nước sốt tương ớt, 2 muỗng cà phê ớt bột, 2 muỗng cà phê mè rang kèm với 2 muỗng cà phê dầu mè. Trộn đều và bôi đều vào hành lá và dưa leo đã chẻ ra như vậy. Xong xuôi, chúng ta sẽ ướp trong 30 phút là đã có thể dùng ngay hoặc cho vào hộp sạch bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 5 cho đến 7 ngày. Vị rất thơm và ngon khi ăn kèm với mì gói hay cơm trắng cũng đều rất hợp. Và để tránh làm nhạt nước sườn, các bạn dùng muỗng chỉ múc lấy phần thịt đỏ của dưa hấu và đem đi ép nước thôi nha. Ngoài ra các bạn ướp vào củ cải trắng 2 muỗng đường, 1/3 muỗng cà phê muối cùng với 1/2 chén giấm và 1/2 chén nước dưa hấu, sao cho có vị chua ngọt vừa ăn. Củ cải này chúng ta để tủ lạnh 30 phút cho màu thấm, khi ăn sẽ ngon và giòn hơn. Cuối cùng chúng ta khử thơm phần hành tỏi băm còn lại với 2 muỗng cà phê dầu ăn cho thật thơm rồi xếp sườn vào xào nhanh tay cho sườn được săn lại. Tiếp tục giữ lửa trung bình trong khoảng 5 phút để sườn được thấm gia vị. Tiếp đến chúng ta cho phần nước ép dưa hấu và 3 muỗng nước sốt vào cho nước dùng thêm đậm đà. Đậy nắp nấu lửa vừa trong khoảng 15 phút để sườn được mềm từ từ. Khi sườn đã mềm được 50%, các bạn tiếp tục cho vào 5 tép tỏi cùng với 1 trái ớt sừng, kèm với phần cà rốt và khoai tây đã chuẩn bị. Tiếp tục nấu thêm 15 phút nữa cho sườn được mềm hẳn và nước lèo hơi sệt lại là đã có thể tắt bếp được rồi. Món sườn cay ôm dưa hấu này ngon nhất là được bày trên bếp nóng, dùng kem mi và các loại banchan đã chuẩn bị. Húp một miếng nước hầm sườn ngọt đậm đà từ dưa hấu và thơm béo từ sườn, chắc chắn cả nhà sẽ rất thích luôn. Các bạn nhớ làm thử nha! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Bếp Nhà nha!